người đấy, để có một cái cải thiện cái sức khỏe tốt hơn đấy. Và trên màn hình của chúng ta đó chính là bộ ba sản phẩm đúng không ạ? Đấy, nghe rất là nhiều nãy giờ đúng không, từ đầu buổi đến giờ đấy, thì hôm nay giờ chúng ta mới thấy được nó rất là đơn giản thôi, chỉ là bộ ba sản phẩm thôi đúng không ạ? Đấy, đấy gồm có là VOC cộng, VT và Vineral. Và cái bộ sản phẩm của chúng ta đấy, tại sao uống vào nó lại gì đấy ạ? Thấy khỏe hơn đấy, bởi vì nó cung cấp một hơn 160 dưỡng chất trong cái bộ ba sản phẩm. Và nhưng mà 160 dưỡng chất này gì ạ, nó cần thiết cho cơ thể của chúng ta đấy. Tại sao chúng ta phải ăn gì đấy ạ, những cái chất bổ dưỡng vào trong cơ thể? Bởi vì một mục đích cuối cùng đó là chúng ta cung cấp gì đấy ạ, dinh dưỡng cho cơ thể mình. Tại sao chúng ta phải ăn đường bột, chúng ta phải ăn đạm đúng không? Chúng ta phải ăn rau xanh để cung cấp vitamin, để cung cấp chất xơ, để cung cấp năng lượng, rồi để cung cấp tất cả các dưỡng chất đó để phục vụ gì, phục vụ các tế bào trong cơ thể chúng ta. Chúng ta không phải ăn cho thận, ăn cho da hay là ăn cho gì hết, mà cho ăn cho hơn 30.000 tỷ tế bào trong cơ thể chúng ta đấy. Thì cái bộ sản phẩm của chúng ta một mục tiêu cuối cùng đó là cung cấp dưỡng chất cho các tế bào trong cơ thể của chúng ta. Và bộ sản phẩm của chúng ta nó gói gọn trong ba gói thôi đúng không, nhưng mà nó cung cấp 160 dưỡng chất mà cơ thể của chúng ta cần thiết đấy. Và một câu hỏi cũng đặt ra rất là nhiều người, đó là tại làm sao một cái bộ sản phẩm này nó nhỏ như vậy mà nó có được gì, uống vào 7 phút nó lại có những cái triệu chứng, những cái dấu hiệu đúng không, để giúp chúng ta rồi hay là tại sao chỉ uống có 7 ngày thôi mà chúng ta đã cảm nhận được cái sự tích cực của cơ thể của mình, và 28 ngày thì thấy da rẻ hồng hào hơn, bởi vì nó hội tụ ở đây đó là công nghệ ứng dụng rất là nhiều các cái công nghệ tiên tiến đến từ Cộng hòa từ nước Đức đấy. Và cái nguồn nguyên liệu nó cũng được chọn lọc rất là kỹ càng đấy, cũng là gì đây, cái cà phê, nhưng mà cà phê trồng có ai trồng ở miền Tây không đúng không ạ? Đấy, đấy phải thủ phủ cà phê là ở vùng Tây Nguyên đấy, thì ở đây cũng vậy, cái nguồn nguyên liệu nó phải được chọn lọc từ những cái vùng thổ nhưỡng thì nó cho cái hoạt chất tối ưu nhất đấy, thì có cái hiệu quả nó mới cao được đúng không ạ? Đấy. Đấy nên là gì đấy ạ, nó phải có cái sự hội tụ giữa công nghệ và nguyên liệu thì nó mới cho được cái hiệu quả cái sản phẩm của chúng ta để giúp chúng ta hỗ trợ cái sức khỏe nó rất là nhanh. Thì khi mà chúng ta tìm hiểu kỹ thì chúng ta sẽ hiểu được rằng là gì, nó ứng dụng những cái công nghệ gì đấy. Và đầu tiên chúng ta tìm hiểu một cái gói nhỏ VOC cộng thôi, mà khi mà chúng ta được chia sẻ mà mọi người pha cho chúng ta uống đấy, chỉ một gói thôi đúng không ạ? Đấy là tưng bừng khói lửa đấy, là đỏ lên, là ngứa lên, là tò mò đúng không ạ? Đấy, vậy thì cái gói VOC cộng này nó có một cái điều rất là đặc biệt đấy. Rất là đặc biệt ở đây là gì đấy ạ? VOC cộng này giúp khai thông các cái mạch máu đấy. Rồi cả nhà thấy lại hình chưa ạ? Rồi thì cái gói VOC cộng của chúng ta đây giúp khai thông các cái mạch máu đúng không ạ? Đấy, từ đó nó sẽ gì đây mà gì đấy ạ? Chúng ta thấy rằng là gì, một cái cây nó muốn tươi tốt thì nó cần có gì đấy, có nước đúng không? Bởi vì theo nước đó nó sẽ là đưa theo cái dinh dưỡng đi theo cái nguồn nước đó. Thì ở đây cái sản phẩm VOC cộng nó sẽ giúp khai thông các cái mạch máu để giúp gì đấy thứ nhất đó là nó đưa những cái dưỡng chất theo cái hệ tuần hoàn của chúng ta đến tất cả các tế bào trong cơ thể của chúng ta một cách tối ưu nhất đúng không ạ? Tê bì tay chân, hai chân lạnh, đó là gì đây, cái tuần hoàn nó kém, đau đầu chóng mặt hoa mắt đúng không, đó là gì, là cái tuần hoàn nó kém, nó không có đưa được dưỡng chất và không có đưa oxy được đến những nơi đó, thì những nơi đó gì đây ạ, nó thiếu dưỡng chất, nó thiếu dinh dưỡng và thiếu oxy. Thì cái sản phẩm VOC cộng này nó có một cái công dụng đó là giúp khai thông các cái mạch máu, từ đó nó sẽ đưa được những cái dưỡng chất đến trong các cái nơi cơ thể của chúng ta, và đồng thời nó cũng sẽ làm cho gì đây ạ, đào thải những cái chất độc tố đúng không, những cái chất lắng cặn ở trong cái mạch máu của chúng ta đấy, thì nó sẽ giúp cho cái hệ mạch máu, cái hệ tuần hoàn trong cơ thể của chúng ta khỏe. Mà khi cái hệ ống dẫn của chúng ta khỏe mạnh thì sao đây ạ, chúng ta ăn uống vào thì nó mới đưa được gì đấy đến mấy nơi cần nơi, chứ còn gì đấy một cái đường hệ thống ống dẫn nó không có tốt thì ăn vào đi bao nhiêu đi nữa nhưng mà nó không có dẫn đến được, nó không có đưa đi được đến tận nơi thì nó gì đấy nó cũng bị đào thải theo cái hệ tiêu hóa đưa ra ngoài thôi đúng không ạ? Đấy đó cũng là lý do tại sao mà có rất là nhiều người ăn rất là nhiều nhưng mà gì đấy cái hệ tiêu hóa không tốt
nhưng mà chị lại không có tăng cân được, bởi vì cái hệ tiêu hóa đấy, nó kém đúng không, rồi hệ tuần hoàn nó không có tốt đấy, để mà đưa các cái dưỡng chất đến với các tế bào đấy. Và một cái điều rất là đặc biệt như cái tên gọi sản phẩm đó là VOC cộng, bởi vì sao đây ạ? À, cái sản phẩm VOC cộng này nó cung cấp oxy, tăng cường cái lượng oxy rất là lớn ở trong cái cơ thể của chúng ta, mà cơ thể chúng ta cảm nhận được sau khi chúng ta uống một gói VOC. À, nên là các anh chị nào mà mới ấn số 1 mà chưa trải nghiệm, hãy trải nghiệm cho mình để xem thử là gì đây ạ. Cái gói oxy cộng này sau khi uống nó có giống cô Lê Tân chia sẻ hay không, đúng không ạ? Đấy. Và gì đây ạ? Trong cái sản phẩm VOC cộng của chúng ta đọc thành phần thấy là chỉ toàn là chiết xuất các rau củ quả thôi, đúng không? Trong đó có một cái thành phần đó là coenzyme Q10, mà chúng ta thấy rằng là ở ngoài các tiệm thuốc ấy, một mình cái sản phẩm coenzyme Q10 này nó đã có rất là nhiều các cái loại sản phẩm ở trong nhà thuốc rồi. Đấy, bởi vì cái coenzyme Q10 này nó giúp cho cái cơ tim của chúng ta khỏe mạnh. Đấy, vì cơ tim nó giống như một cái bơm. Đấy, mà khi cái bơm khỏe mạnh thì nó mới gì đây ạ? Nó mới thúc đẩy cái trái tim của mình khỏe được, thì nó mới đưa được những cái dưỡng chất đúng không ạ? Tốt đi nuôi cơ thể được. Và bên cạnh đó nó còn có rất là nhiều các cái thành phần và vitamin và khoáng chất để giúp cho tăng cường cái hệ thống tim mạch, cũng như là cải thiện cái hệ thống tim mạch của cái cơ thể chúng ta. Và bên cạnh đó thì nó có rất là nhiều các vitamin đúng không, và chiết xuất hoàn toàn là từ tự nhiên, từ các rau củ quả. Và một hộp như vậy nó có 28 gói, và một cái dạng bào chế cũng rất là đặc biệt đến từ Vili, đó chính là bột pha ra uống, và nó pha ra nó giống như một ly nước trái cây đúng không ạ. Lần đầu tiên uống thì cứ nghĩ là một ly nước trái cây hòa tan cơ, chứ Lê Tân không nghĩ nó là một cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe đâu. Cứ tưởng như là một ly trà chanh giống như Lipton, nhưng nó pha ra ấy. Mà tại sao ạ? Ôi cái vị này sao ngon quá vậy, cái nước trái cây này sao ngon quá vậy. À, đúng ạ. À, chính vì vậy mà nó rất là phù hợp cho từ người lớn, người ta rất là ngại nuốt dạng viên, cho đến trẻ em. À, trẻ em nghe và nuốt viên thuốc là nghe hơi bị khó khăn rồi đúng không? Đấy, nên là trẻ em uống nó cũng rất là dễ. Và một cái điều quan trọng đó cũng là cái dạng bào chế, nó giúp hấp nhanh, bởi vì khi chúng ta uống một cái dạng viên á, vào thì chúng ta phải vào trong hệ thống đường tiêu hóa, nó phải tan, nó phải rã ra rồi nó mới hấp thu được đúng không? Nhưng mà đối với cái dạng bột này đấy, thì nó nhỏ nên là nó hấp thu vào rất là nhanh đấy. Và một cái điều nữa đó là với gói VOC cộng rất là đặc biệt đấy, là chúng ta phải lắc mạnh đấy, khi chúng ta uống và hoặc là khuấy mạnh đúng không, và chúng ta phải sử dụng ngay, gọi là cứ phải là 100% một lần cơ đúng không đấy, ngay sau khi pha đấy. Và một cái điều đặc biệt đấy, mà các anh chị nãy giờ chia sẻ và nhắc đến rất là nhiều đúng không, đó chính là chỉ cần sau 7 phút thôi uống vào là nó đẻ tùm lum luôn, và dựa vào những cái triệu chứng, những cái dấu hiệu sau khi uống đó thì chúng ta có phần có thể gì đó giúp cho cái người đối diện biết được rằng là đang có những cái dấu hiệu nào về cái sức khỏe đang bị có vấn đề đúng không ạ. Đấy, uống vào mà các bà mẹ sau sinh là tay chân lạnh toát lên, đầu choáng như là say xe say sóng đúng không, đấy đó là chúng ta đang có những cái tuần hoàn nó chưa tốt, hay là các khớp tay các khớp chân tự nhiên là nó đỏ lửng lên giống như là đang bị viêm đa khớp vậy. Đấy, biết ngay là chỉ là có những cái vấn đề về xương khớp đấy, hay là bị đau vai gáy, bị chèn đốt sống cổ hay đốt sống lưng cũng vậy, chèn bên nào thì nó nóng hơn bên đó và nó đỏ hơn bên đó. Và chúng ta có những cái buổi chia sẻ về cái diện chẩn đúng không, về cái cụ thể hơn về cái diện chẩn này, và đây là một trong những cái điểm nhấn vô cùng quan trọng đối với các anh chị vừa mới ăn số 1 vừa rồi đấy. À, vô cùng quan trọng, và trước khi uống chúng ta phải học cái này để chúng ta biết đúng không, để chúng ta mặc dù là các anh chị biết rồi đấy, các anh chị biết mình còn không biết mình nữa thì sao đúng không, mình không biết mình có những cái vấn đề gì sức khỏe, uống vào cái anh nào mà bị có vấn đề về tiêu hóa là phải chột dạ ngay đúng không ạ, uống vào mà đau bụng quằn quại là phải chột dạ ngay đấy. Thì ở đây đây là một cái điều vô cùng đặc biệt đối với là cái sản phẩm VOC cộng của chúng ta, đó là uống vào nó sẽ biểu hiện ra là cơ thể chúng ta có những cái vấn đề gì về sức khỏe đấy, mà bắt buộc các anh chị trước khi uống vào phải học cái bản diện chẩn này. À, chứ đừng có nói đến chia sẻ nha, chia sẻ là phải học thuộc rồi. À, đúng không ạ? À, là phải trải nghiệm tơi bời rồi. À, thì mới mới có thể đi chia sẻ được cái sản phẩm. À, và một cái sản phẩm thứ hai trong cái bộ Vili của chúng ta đó là sản phẩm Vitrison.
Thì cái sản phẩm Nutrition này có rất là nhiều các cái thành phần đúng không ạ, và nó giúp cho tăng cường cái sự tiêu hóa và hấp thu cũng như là tăng cường cái hiệu suất tái tạo của tế bào da của chúng ta và giúp ổn định và điều hòa đường huyết cũng như là giảm được cái lượng mỡ máu và gọi là thanh lọc cái hệ thống đường tiêu hóa của chúng ta vô cùng tốt, vô cùng là hiệu quả. Những người mà đang có những cái vấn đề về tiêu hóa như là đau buốt đúng không, hay là rát. Đấy, hay là trào ngược thì chúng ta ngậm ngay một gói Vitisan thấy rất là êm. Đấy, nó rất là êm, và ngay từ cái lần đầu tiên Lê Tân dùng cho khách hàng trải nghiệm một gói Vitisan cộng ở Mỹ á, nó giống như là cái P mà chúng ta thấy ngoài nhà thuốc mà cầm cái bơm á để mà đấy, để phosphor để mà chúng ta tráng cái lớp axit dạ dày á, thì nó y chang như vậy luôn, nó vào rất là nhanh đúng không ạ? Đấy, nó êm tiêu hóa ngay từ trên đang ngậm ở trên miệng mà ở dưới nó đã thấy êm đường tiêu hóa rồi. Đấy, nó vô cùng là nhanh. Thì chúng ta thấy một điều rằng nó rất là nhanh luôn. Đấy. Và ở trong cái petition của chúng ta nó rất là quý. Quý là bởi vì sao đây ạ? À, cái hệ tiêu hóa nó được xem như là bộ não thứ hai của cơ thể của chúng ta. Đấy. Cơ thể chúng ta phải gì đây? Ngày nào cũng ăn ăn bốn năm cữ đúng không? Còn uống bốn xua thứ nữa. Đấy, thì ở đâu gánh hết, hệ tiêu hóa của chúng ta gánh hết đúng không? Đấy, và cái vitamin nó sẽ giúp cho chúng ta cải thiện được cái hệ tiêu hóa rất là tốt, bởi vì nó có một cái hỗn hợp men tiêu hóa ở đây mà chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, ví dụ như bromelain là từ quả dứa này, hay là papain từ gì đó là quả đu đủ đấy, đấy, hay là amla đấy, để nó giúp cho sự tiêu hóa đường tinh bột nó tốt hơn. Chính vì vậy mà những người ăn uống khó tiêu khi dùng vitamin một thời gian thì thấy nó cải thiện rất là rõ đúng không ạ? Đấy, và nó cũng có một cái hệ probiotic. Đấy, đặc biệt đó là cái chủng Bifidobacterium này thì nó có nhiều ở ruột già và nó giúp cho tạo kháng thể cho cơ thể của chúng ta, nâng cao cái sức đề kháng rất là tốt, và tăng cường cái lợi khuẩn có lợi đấy, trong cái cơ thể của chúng ta để cân bằng được cái hệ vi khuẩn đường ruột cơ thể chúng ta, để giúp cái đường ruột của mình nó khỏe hơn đấy. Và đặc biệt đó là có hỗn hợp cái chất xơ hòa tan và chất xơ không hòa tan. Đây là một cái sản phẩm rất là đặc biệt đúng không, nó vừa có được xơ hòa tan mà nó vừa có được cái xơ không hòa tan, và chất xơ thì giúp cho chúng ta gì đây ạ, tăng cảm giác no đúng không đấy, và chính vì vậy mà chúng ta cầm cái gói Petition chúng ta thấy có khối lượng gấp đôi so với hai hai gói còn lại không, nó bự hơn đúng không đấy, là bởi vì nó có rất là nhiều cái thành phần đấy, và đi đâu đó chúng ta chưa kịp ăn một bữa ăn thôi chúng ta ngậm đỡ gói Petition đâu đó nó cũng gì đấy ạ, hết đói đấy. Đấy, còn về năng lượng và dinh dưỡng thì nó thừa đi, nó thừa sau một bữa ăn luôn, thừa so sánh sau một bữa ăn đúng không ạ? Đấy. Đấy, thì chúng ta có sẵn trong giỏ của chúng ta. Đấy. Và một cái điều đặc biệt thứ hai trong nutrition đó là cái hỗn hợp tế bào gốc thực vật, mà cụ thể ở đây đó là nó giàu cái hàm lượng tế bào gốc táo, và các anh chị tìm hiểu thêm thì sẽ thấy được rằng cái tế bào gốc táo này nó có khả năng tái tạo trên các cái tế bào da vô cùng lớn, và đó cũng là lý do tại sao mà các chị ở trong VC của chúng ta gì đã rất là yêu thích cái bộ Vili này, bởi vì sau 28 ngày thôi thấy làn da nó hồng hào hơn, thấy rõ, bởi vì một điều rất là đơn giản thôi, tế bào da của chúng ta sau khoảng 26 đến 28 ngày là nó tái tạo lại đấy, và sau 26 28 ngày như vậy thì sao đây ạ, các cái dưỡng chất đầy đủ đúng không, các cái tế hỗn hợp tế bào gốc thực vật sẽ giúp tái tạo các cái tế bào da, và đó là về sắc đẹp nhé. Nhưng mà một điều trân trọng và đáng quý hơn ở đây đó là những người mà bị các cái biến chứng về tiểu đường, hay là nằm một chỗ không may có những cái vấn đề về sức khỏe phải nằm một chỗ, chúng ta thấy rằng là họ có những cái vết thương đúng không, vết loét rất là lớn đấy, thì đó mới là đáng quý, quý hơn rất là nhiều, bởi vì nó giúp gì đây nó giúp lành lặn tái tạo lại những cái tế bào ở cái vùng bị tổn thương đó, mà chúng ta mỗi người người đó là chúng ta phải lật phải trở thường xuyên đúng không, phải xoa bóp thường xuyên để tránh những cái vết loét vết nằm lâu đó đấy, thì đó là một cái điều vô vô cùng đáng quý của cái sản phẩm bộ sản phẩm Billy mang lại đấy, gọi là giá trị sức khỏe đấy, đó là nhờ các cái thành phần có cái hỗn hợp tế bào gốc thực vật, đó là tế bào gốc táo chưa chưa nào, đừng có nói đến đẹp không nha các chị em ở đây đấy, đừng có nói đến đẹp không mà nó có vô cùng ý nghĩa đối với là cải thiện về các cái vấn đề về sức khỏe do nằm lâu đúng không. Nhiều không ạ, nhiều lắm, nhiều người cần ở ngoài kia lắm đúng không ạ. Đấy, các anh chị thử vào thăm những cái bệnh nhân nằm trong phòng ICU, nhòm nằm trong những cái phòng chăm sóc đặc biệt đó, nơi mà cái máy kêu tít 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 cả ngày đấy, thì sẽ thấy được cái nỗi khổ của họ vô cùng lớn đấy.
Rồi ngoài ra thì còn vô cùng rất nhiều các thành phần, đúng không ạ? Chúng ta đọc ở trên cái nhãn thôi cũng đã thấy rất là nhiều các cái thành phần mà nó chiết xuất hoàn toàn từ tự nhiên. Đấy. Và cái sản phẩm thứ ba trong bộ sản phẩm đó là Vinero. Đấy, thì cái sản phẩm này nó sẽ giúp cho chúng ta tăng cường được những cái dẫn truyền thần kinh, nó làm cho chúng ta êm dịu hệ thần kinh nhờ những cái vi khoáng chất. Đấy, nó giúp cho chúng ta cải thiện về cái giấc ngủ, ăn được rồi, tiêu hóa tốt rồi, nhưng mà gì đây, để ngủ ngon thì nó mới các cơ quan lục phủ ngũ tạng của chúng ta nó mới tái tạo lại được, ngày hôm sau chúng ta mới cười phơi phới được. Cái ngày hôm trước mà mất ngủ là ngày hôm sau là gì đây, thấy con là cũng muốn tạo, đúng không? Đấy, làm sao mà có năng lượng được, đúng không ạ? Đấy, thì ở đây thì cái sản phẩm mineral của chúng ta nó sẽ giúp chúng ta cải thiện những cái giấc ngủ, và có phòng ngừa và cũng như là cải thiện những cái vấn đề về thoái hóa điểm vàng, những cái bệnh lý về mắt rất là tốt. Đấy. Và cải thiện cái hệ thống xương khớp. Đấy, nhờ cái hệ collagen, đúng không ạ? Đấy. Rồi giúp trẻ hóa làn da, vì trong cái mineral của chúng ta có collagen cả 3 tuyếp luôn, tuyếp 1, tuyếp 2 và tuyếp 3. Đấy, giúp cho chúng ta cái hệ da tóc móng, cái hệ sừng nó cũng rất là tốt. Đấy, tóc mọc lên rất là rõ. Đấy, bởi vì trong cái mineral của chúng ta nó có một cái hỗn hợp vi khoáng chất. Vi là nhỏ nhưng mà nó có vỏ, bởi vì nó đóng một cái vai trò vô cùng quan trọng. Nó là chất xúc tác cho các phản ứng dẫn truyền trong cơ thể của chúng ta. Không có nó thì gì đó, các phản ứng sinh hóa học trong cơ thể chúng ta là không có hoạt động bình thường. Đấy, giống như hồi chúng ta học hóa học, đúng không? Cần chất xúc tác, viết phương trình phản ứng mà thiếu chất xúc tác là và sai, mà thiếu là cái phản ứng nó bị gạch ngay. Đấy, đúng không? Bởi vì phản ứng nó không có diễn ra được, bởi vì nó không có chất xúc tác. Đấy, thì ở đây thì cái sản phẩm của chúng ta nó giúp cho gì đấy ạ? Bổ sung những cái vi khoáng chất trong cơ thể của chúng ta, mà chúng ta thấy rằng đặc biệt những người già lớn tuổi hệ tiêu hóa họ kém nên là rất là khó hấp thu, bởi vì các vitamin và khoáng chất thì nó hấp thu nhiều ở ruột non, mà càng lớn tuổi thì cái hệ tiêu hóa nó sẽ càng kém. Đấy, và hay là những em bé mà cứ gầy yếu hay là ngủ giật mình ấy, đó là dấu hiệu của các em bé bị thiếu những cái vi khoáng chất là nhiều. Đấy, nên là ngủ hay giật mình, đêm là hay đạp giường rầm rầm hay là quay lòng vòng, đó là dấu hiệu của em bé bị thiếu các vi khoáng chất. Đấy. Và trong mineral của chúng ta có hỗn hợp collagen. Đấy, từ cả ba tuyếp luôn, cả trên hệ xương khớp và trên da. Đấy, có lutein, có cỏ đuôi ngựa. Đấy, có rất là nhiều các cái thành phần. Đấy. Vậy thì cái hỗn hợp, cái bộ sản phẩm Vili của chúng ta gồm có ba sản phẩm: VOC cộng, Vitisan và Mineral. Nó chăm sóc từ đầu cho đến chân, đúng không ạ? Từ trong cho ra ngoài, đúng không ạ? Đấy, từ trong mạch máu cho đến gì đó ra ngoài tế bào da của chúng ta. Đấy, và các cụ ngày xưa đã bảo gì, ăn được ngủ được là tiên, đúng không ạ? Thì ở đây Vitisan nó giúp cho cái hệ tiêu hóa của chúng ta tốt. Đấy, thì chúng ta ăn vào nó mới hấp thu được. Rồi Mineral cho chúng ta ngủ ngon, và quan trọng đó là VOC cộng, nó gì đã tăng cường được cái lượng oxy trong cơ thể và ăn được, hấp thu được, nhưng mà phải chuyên chở được, đúng không? Thì cái tuần hoàn nó tốt thì nó mới đưa được các đến các cái tế bào trong cơ thể của chúng ta, đến được tế bào, đến được cái nơi nó cần đến, đúng không? Đấy, thì cơ thể của chúng ta tự nhiên nó sẽ khỏe lên. Đấy, làn da nó sẽ đẹp lên. Đấy, và chúng ta chia sẻ, chúng ta nói nó có năng lượng hơn rất là nhiều. Đấy, so với là người nó cứ mệt mỏi lờ đờ, đúng không ạ? Đấy, thì bộ sản phẩm Vili của chúng ta nó sẽ giúp cho gì đấy ạ? Chúng ta cải thiện được các cái vấn đề về sức khỏe. Và bộ sản phẩm Vili gói gọn trong có một cái slide này đây. Sau khi chúng ta uống vào một gói VOC cộng 7 phút, chúng ta đã tạo nên những cái dấu hiệu, những cái phản ứng trong cơ thể của chúng ta vô cùng đặc biệt, đúng không ạ? Giúp chúng ta nhận biết được các cái vấn đề về sức khỏe của người đối diện, mặc dù cũng chả biết tên của người đối diện là gì. Chứ đừng có nói là biết người đối diện bao nhiêu tuổi, đúng không? Cũng chưa biết là họ ở đâu. Đấy, chỉ cần cho họ một gói VOC cộng. Đấy, thì phần nào chúng ta sẽ biết được là các cái vấn đề sức khỏe của người đối diện. Đấy, và sau khoảng 7 ngày chúng ta dùng thì thấy rằng là cơ thể mình nó sẽ hỗ trợ thay đổi theo một cái hướng rất là tích cực mà chúng ta cảm nhận được. Đấy, và sau 28 ngày thì đấy, nó sẽ giúp cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh hơn và sẽ có năng lượng và sống hơn. Đấy, nhưng mà gì đấy ạ, đừng vội tin những chia sẻ của Lê Tân mà hãy trải nghiệm, bởi vì giống như là các anh chị vừa mới chia sẻ đó, đúng không? Ngồi cả ngày ở đây thì bạn giống như bạn Dương Thủy hồi nãy có nói, đúng không ạ? Đấy, là bây giờ có cho bạn ấy ngồi đây chia sẻ thì cả ngày cũng không hết, đúng không? Hoặc là lỗ giờ, bởi vì sao đây ạ? Có rất là nhiều thứ mà khi các anh chị thực sự trải nghiệm, đúng không ạ? Thực sự trải nghiệm cái sản phẩm
thì và sau đó sử dụng cái sản phẩm thì các anh chị mới thấy được là gì, đã có rất là nhiều các cái kỳ tích đấy, nói là kỳ tích cũng được, về hỗ trợ cải thiện cái sức khỏe đấy, mà các anh chị không cũng chưa dùng thì cũng chưa thể nào mà tin được, đúng không? Đấy thì nên là các anh chị phải thật sự trải nghiệm. Đấy, trải nghiệm xem là cô Tân này nãy giờ cô nói có đúng không nhỉ? Đấy, uống vào cô bảo đỏ không, biết là cô uống của nó có đỏ hay không, mà không đỏ thì nó là vì cái gì, uống nó là làm sao. Đấy thì thực sự ở đây muốn chia sẻ cái sản phẩm Lily, muốn kinh doanh Lily, đầu tiên các anh chị phải hiểu sản phẩm, và thứ hai đó là các anh chị gì đã phải dùng cho mình, trải nghiệm cho mình trước đã, rồi các anh chị mới đi chia sẻ, sau đó thì anh chị tự khắc các anh chị sẽ yêu nó, đúng không? Đấy, sau khi các anh chị yêu mến nó rồi thì các anh chị tự nhiên đi chia sẻ câu chuyện của mình, chia sẻ câu chuyện của những người đã dùng sản phẩm, thì tự nhiên các anh chị sẽ đồng hành bền vững với là gì ạ, vững bền với là cái sản phẩm Billy, và sẽ giúp cho được rất là nhiều người đến với là gì ạ, cải thiện các cái vấn đề về sức khỏe. Đấy thì trong cái buổi tối ngày hôm nay có rất là nhiều nội dung, và chương trình thì Lê Tân xin được tóm lược sơ qua cái bộ sản phẩm như vậy, hy vọng là không lố quá nhiều giờ của ban tổ chức. Rồi xin Rồi, cảm ơn dược sĩ Lê Minh Tân rất là nhiều. Cảm ơn dược sĩ đã tóm lược lại những cái kiến thức cơ bản nhất, những cái chất lọc nhất của bộ ba Vili, VOC, Vinero và Vichison. Cảm ơn dược sĩ Lê Minh Tân rất là nhiều. Cả nhà chúng ta hãy nhắn lên khung chat những bông hoa, những icon và những cái tình cảm để dành cho dược sĩ Lê Minh Tân của chúng ta đi ạ. Với cái phần tóm lược rất là ngắn gọn thôi, nhưng đã đầy đủ xúc tích toàn bộ những cái ý, những cái nội dung và những cái cốt lõi nhất của bộ ba Vili mà chúng ta cần phải nắm được trong quá trình kinh doanh cùng với bộ ba Vili, phải không ạ? Rồi một lần nữa cảm ơn dược sĩ Lê Minh Tân rất là nhiều. Với một cái câu cuối cùng mà dược sĩ Lê Minh Tân nhắn nhủ lại cho dành cho tất cả anh chị em của chúng ta là gì ạ? Đừng vội tin lời dược sĩ Lê Minh Tân chia sẻ, mà hãy trải nghiệm thực tế từ bản thân mình. Điều đó các anh chị em mới đồng hành vững bền cùng với Billy được. Đó là một câu mà nhắn nhủ mà tất cả các anh chị em của chúng ta hãy lấy đó làm cái phương châm để kinh doanh sản phẩm Billy trong thời gian tới nhé. Một lần nữa cảm ơn dược sĩ Lê Minh Tân rất là nhiều với cái phần chia sẻ tóm lược cái nội dung của bộ ba Billy, cái nội dung cốt lõi nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn dược sĩ Lê Minh Tân. Và tiếp theo là cái chương trình của chúng ta, đó chính là một cái một một phần của dược sĩ Nguyễn Thúy Ái. Trước khi bước vào cái phần của dược sĩ Nguyễn Thúy Ái thì Lưu cũng lại xin nhắc lại với 1.000 anh chị em của chúng ta trong phòng Zoom nữa là cuối buổi chương trình chúng ta sẽ có một cái phần chia sẻ cực kỳ đặc biệt, một cái phần gặp nhà gỡ CEO của chúng ta. Lâu lắm rồi chúng ta không được gặp chị rồi, chúng ta rất nhớ chị phải không? Nên là cả nhà chúng ta vẫn phải hào hứng, vẫn phải năng lượng hừng hực lên cả nhà để chúng ta chào đón cái người chị mà cứ như là người yêu ấy, cứ như thể là không hiểu là như thế nào, nhưng mà cả nghìn người trong trong phòng Zoom ngày hôm nay thì Lưu chắc chắn là cả nghìn anh chị em của chúng ta coi chị ấy như là người yêu của mình rồi ý. Đúng không cả nhà? Ok, rồi chúng ta sẽ chờ đợi cái phần đặc biệt này trong phần cuối chương trình nhé. Và tiếp theo chương trình, Lưu xin mời dược sĩ Nguyễn Thúy Ái, là một cử nhân loại giỏi trường đại học quốc tế chuyên ngành dược lâm sàng, là một chuyên viên tư vấn cấp cao. Ngay sau đây thì dược sĩ Nguyễn Thúy Ái sẽ cùng chúng ta trả lời một số những cái câu hỏi thắc mắc mà anh chị em của chúng ta có ở trong phòng Zoom này đặt ra về cái bộ ba Vili này nhé. Xin mời dược sĩ Nguyễn Thúy Ái ạ. Em mời chị. Dạ vâng, không biết là mọi người trong Zoom có nghe em nói rõ không ạ? Thì em dược Dạ sĩ em Ái được rồi xin chị ạ. kính dạ vâng em dược sĩ Ái xin kính chào ở tất cả các anh chị đang có mặt trong phòng Zoom ngày hôm nay. Thì điều đầu tiên đó là em rất là hạnh phúc khi có mặt trong Zoom ngày hôm nay để giải đáp những cái thắc mắc của các anh chị trong suốt quá trình là mình sử dụng hay là trải nghiệm với sản phẩm Billy cho khách hàng. Thì hàng ngày thì em đã gặp gián tiếp các anh chị qua các cái nhóm Zalo hoặc là Telegram thì em có tư vấn trên đó, thì hôm nay rất là hạnh phúc khi mà được ban tổ chức cho em một cái được ở đây để đại diện cũng như là trả lời và giải đáp những cái thắc mắc mà các anh chị còn trăn trở trong quá trình mình sử dụng ạ. Dạ vâng, thì em
Dạ vâng, mọi người không thấy em ạ. À, dạ vâng, không biết là đường truyền có vấn đề gì không ạ. À, chị ơi nghe được rồi chị ơi, chị giơ tay giúp Lưu để Lưu spotlight chị lên nhé. À dạ vâng, để em chị thấy em chưa ạ? À? Dạ em chưa nhìn thấy chị đâu ạ. À, em đã giơ tay rồi đấy chị. Thấy rồi chị ơi. Thấy rồi em ơi. Dạ vâng. Ok. Thì bên cạnh đó là em là một dược sĩ và em có nghiên cứu về sản phẩm. Thì hơn hết một cái điều là em rất là hạnh phúc khi mà mỗi ngày em đi làm về là có anh chị gọi cho em là nói là ngày hôm nay là ba chị dùng mà cải thiện rất là nhiều. Hoặc là em trai của chị dùng xong rồi em ấy rất là khỏe. Hoặc là với những khách hàng mà bị tai nạn, nằm liệt giường, bị tai biến thì khách hàng được hỗ trợ dinh dưỡng từ Billy thì khách hàng lấy lại được cái sức khỏe của mình rất là tốt. Bên cạnh đó thì còn rất rất là nhiều feedback hoặc là rất nhiều phản hồi tốt từ khách hàng. Nên mỗi ngày tan làm về em rất là hạnh phúc. Bên cạnh cái việc mà mình giúp được cộng đồng một là một phần. Cái thứ hai đó là mình có lan tỏa được giúp mọi người. Trong cái mùa dịch này á, cái điều mà hạnh phúc nhất của mỗi con người á, chia sẻ với nhau á, không phải là mình có nhiều tiền, kiếm được nhiều tiền vào mùa dịch này, hay là mình có được xe đẹp, hay là có quần áo đẹp gì chăng nữa, mà lúc này á, là mình chia sẻ với nhau là gia đình mình còn đủ người thân, mọi người xung quanh mình vẫn còn khỏe mạnh. Và ít ra khi mà làm nghề á, cái giá trị quan trọng nhất đó là giúp đỡ được mọi người, thì em cảm thấy rất là hạnh phúc. Thì trong cái buổi Zoom ngày hôm nay á, thì em thấy rất là nhiều câu hỏi cũng như trên nhóm á, là mọi người á, là hay hỏi em là bệnh này có dùng được hay không vậy em, hoặc là bệnh kia, bệnh tiểu đường mình có dùng được hay không. Thì câu trả lời chung nhất á, là bệnh nào thì mình cũng dùng được hết tất cả mọi loại bệnh, hoặc là không có bệnh thì mình vẫn nên dùng để mình hỗ trợ với sức đề kháng của mình nha các anh chị. Thì Billy á, không phải là thuốc. Và mình cũng khẳng định một điều rằng á, là Vili không có tác dụng dùng để chữa bệnh, nhưng cơ bản là do cái sản phẩm của mình rất là hay, là nó có công nghệ độc đáo như lúc nãy chị dược sĩ Lê Minh Tân đã chia sẻ các anh chị. Thì nó giúp mình hỗ trợ được cái dinh dưỡng này đi vào cơ thể, từ đó nó nâng cao được cái hệ miễn dịch tự thân bên trong cơ thể của mình và nó gia cố được sức khỏe của mình. Thì với những khách hàng như là có những cái bệnh mãn tính đi, như là huyết áp hoặc là tiểu đường, những cái bệnh lý mà gọi là ngặt nghèo nhưng mà mình phải duy trì để dùng thuốc tây hàng ngày, thì mình sẽ dùng giảm liều với những đối tượng này trước tiên, và sau đó là mình nâng liều lên từ từ. Tại vì những khách hàng này á, đa phần là người lớn tuổi và kèm theo là họ khá là nhạy cảm, thì cái việc mà mình phân tích liều dùng cũng rất là đơn giản. Thì mình chỉ cần lưu ý trên những cái đối tượng này thôi nha các anh chị, là mình có thể là với những khách hàng lớn tuổi nè, người có tim mạch, huyết áp á, thì mình giảm liều oxy lại, còn hai sản phẩm kia thì mình cứ dùng bình thường. Cái tiên lượng liều rất là đơn giản, mình có thể là tiên đoán trước người đó là có những cái bệnh nền gì nhiều hay là không, để mình giảm liều hoặc là mình cắt nhỏ liều ra để khách hàng không đáp ứng quá mức. Nhưng đúng rồi, Vili không có tác dụng chữa bệnh, nhưng mà Vili sẽ hỗ trợ giúp mình có sức đề kháng, khiến cơ thể mình tự thân chữa bệnh được. Thì có nhiều sách nói rằng là thật ra người chữa được bản thân mình, chữa bệnh được bản thân mình là chính mình. Mình là người thầy thuốc lớn nhất, mình chỉ có mình mới giúp mình thoát khỏi những cái gọi là bệnh tật. Tại vì bệnh á, là do cái quá trình mình sinh hoạt hàng ngày ảnh hưởng nên, và mình phải điều chỉnh lại chế độ ăn uống nào có cấp dinh dưỡng tốt hơn, cũng giống như là việc mình bổ sung sản phẩm á, thì trong sản phẩm của mình thì nó có những cái công nghệ rất là độc đáo, và bên cạnh đó thì nó có những cái hoạt chất mà cơ thể mình không tự tổng hợp được, cũng giống như là cái lutein ở trong cái gói mineral mà lúc nãy chị Tân vừa mới chia sẻ với các anh chị á, thì cơ bản á là bản thân mình cũng có lutein đó, cũng có ở trong cơ mắt đó, nhưng mà bản thân mình sẽ không bao giờ sản xuất ra được, mà mình phải nhờ trợ lực từ bên ngoài đi vào. Trong trái cây, trong hoa quả thì vẫn có những cái hoạt chất đó, nhưng mà mình ăn vào thì mình rất là khó hấp thu được, tại vì nó là cái phân tử lớn, mình phải cắt nhỏ và nghiền nhỏ thức ăn ra để mình hấp thu thì rất là khó. Nên bây giờ với công nghệ tiên tiến rồi thì mình có thể sử dụng ba gói sản phẩm để bổ sung những cái hoạt chất mà cơ thể mình còn thiếu sót, để bù đắp vào, để cân bằng được cái sức khỏe bên trong của mình nha các anh chị. Thì ở trên đây có rất là nhiều câu hỏi về các bệnh. Nhưng mà em sẽ trả lời một cách chung quy nhất cho các anh chị là khi mà cơ thể mình nó có khỏe mạnh hay là không á, là phụ thuộc rất là lớn vào những cái tế bào nhỏ bên trong của mình. Tại vì một cơ thể khổng lồ của mình á, là nó kết tinh từ rất
nhiều nhiều tế bào nhỏ bên trong. Khi mà một tế bào bị tổn thương thì nó sẽ lây lan qua những tế bào khác, đa phần dựa trên nền tảng y khoa. Những tế bào tổn thương là do những tế bào đó bị hiếm khí. Hiếm khí có nghĩa là sao? Theo đông y thì người ta gọi ở chỗ đó là bị tắc nghẽn hoặc là bị hàn khí, dẫn đến là khí huyết ở đó không lưu thông được, khiến tế bào của mình không được nuôi dưỡng. Với bộ sản phẩm này, nó sẽ là một cái chìa khóa để mở cửa ra những cái tế bào, giúp mình có một cái sự lưu thông khí huyết tốt hơn, để mình cân bằng được sức khỏe bên trong của mình. Với những khách hàng có những bệnh mãn tính hoặc là những bệnh gọi là như là tiểu đường, huyết áp và bệnh thận á, thì những khách hàng này thì cái chế độ ăn của họ rất là khắc nghiệt, nên là họ phải kiêng cữ rất là nhiều món ăn. Thành thử ra thì tâm lý người bệnh đó cũng rất là quan trọng. Khi mình sử dụng bộ sản phẩm này á, thì có thể là huyết áp của họ sẽ biến động một xíu, là do cái giai đoạn đầu là người ta chưa quen với nồng độ oxy được đi vào để đã thông bên trong cơ thể như vậy. Nên nó là giai đoạn này á, mình còn ráng động viên khách hàng để cùng mình đi qua cái giai đoạn gọi là đào thải. Tại vì có một giai đoạn là oxy sẽ biểu hiện ở bên ngoài, như là chị Lê Tân đã chia sẻ là mình sẽ có một giai đoạn là mình uống vào thì sẽ đỏ, tại vì á, trăm nghe không bằng một thấy. Bản thân mình á, nếu mà muốn trải nghiệm và bán hàng được dòng sản phẩm này á, thì mình nên trải nghiệm nó, mình nên uống thử một gói để mình biết được là hiện những cái gọi là những cái sự đào thải của VOC nó như thế nào, và bộ combo Vili nó có ảnh hưởng gì. Còn với những khách hàng mà khá nhạy cảm á, thì mình có thể là mình cho khách hàng dùng liều thấp để cân bằng lại trước, và sau đó mình hỗ trợ khách hàng để khách hàng có một cái sức khỏe tốt hơn. Và sản phẩm này không gây lệ thuộc, không gây phụ thuộc như thuốc tây. Thuốc tây mình ví dụ như là mình uống thuốc ngủ đi thì mình sẽ bị nghiện, hoặc là mình không có thuốc ngủ thì mình sẽ không ngủ được, tại vì cơ bản nền tảng thuốc ngủ là nó khóa các receptor trên não bộ của mình để mình có một giấc ngủ ngon hơn. Còn với sản phẩm oxy á, là con đường của oxy với lại con đường của Vili đi hoàn toàn ngược với thuốc tây. Thuốc tây có nghĩa là mình sẽ phát hiện ra bệnh và mình cắt đứt ngay cái đầu, cắt đứt ngay cái đuôi của bệnh để mình khóa cái bệnh đó lại. Còn với sản phẩm Vili á, mặc dù Vili của chúng ta không phải là thuốc, nhưng mà nó giúp mình xử lý ở vị trí ngọn để mình có một cái hệ tuần hoàn tốt hơn. Tại vì cơ thể của mình á, là khi mà máu huyết lưu thông được rồi á, thì mình sẽ giảm được nguy cơ của những cái bệnh nền không đáng có, hoặc là mình sẽ gia tăng được cái hệ miễn dịch tự thân bên trong cơ thể của mình để đáp ứng tốt hơn. Dạ vâng, thì với những cái bệnh cảnh mà mọi người muốn em tư vấn nó như là bệnh suy thận nè, hoặc là bị thoái hóa nè, với những bệnh lý này thì tùy trên từng cơ địa từng người mà oxy đi vào có sự cải thiện khác nhau. Cũng giống như là bây giờ em sẽ phân tích dựa trên nền tảng của những bệnh thoái hóa đi, thoái hóa đốt sống hay là thoái hóa xương khớp đi, thì những bệnh lý này á, là do quá trình những cái xương của mình nó có vấn đề, hoặc là quá trình lão hóa sớm. Thì cái sản phẩm của mình á, bên cạnh là em đã chia sẻ là nó đi vào cân bằng hỗ trợ dinh dưỡng, thì một phần nữa là nó có collagen thủy phân. Cái collagen này á, là bản thân bên trong cơ thể mình cũng có, nhưng mà do mình lớn tuổi nè, tuổi tác lớn lên thì cái collagen, mật độ collagen ngày càng giảm dần. Thì cũng giống như chị em mình, lúc còn trẻ thì da lúc nào cũng căng bóng hết, nhưng mà khi tới mà tuổi mình lớn lớn một xíu thì nền da mình bắt đầu chảy xệ, là do những cái sợi collagen này nó bị đứt gãy và nó không còn đàn hồi được nữa. Thì sản phẩm là dạng uống, nó rất là dễ dùng. Một cái thứ hai là vị nó cũng không quá khó uống, mà nó dễ uống, nó ngọt, cái vị của nó là vị trái cây, nên là mình cái khẩu vị dùng của mình rất là dễ dùng, nên là cũng không gây áp lực cho người dùng. Không giống như là thuốc, mình không có cái cảm giác đầu tiên mà mình ăn hoặc là mình uống một cái thứ gì đó thì rất là quan trọng. Mình dễ uống đi thì tâm lý mình lúc nào cũng thoải mái và đáp ứng nó tốt hơn so với cái việc là mình uống những cái loại mà bị khó uống hơn. Cái là cái cảm quan đầu tiên. Cái thứ hai nữa là cái collagen này của mình nó thủy phân rồi, nó là peptide, thì nó là phân tử nhỏ, thì nó sẽ giúp mình tối ưu hóa được cái quá trình mình hấp thu được nó một cách dễ dàng hơn, và nó sẽ giúp mình gia cố lại cái hệ xương khớp của mình tốt hơn. Tại vì những cái khớp xương của mình không phải là từ canxi hoặc là từ magie hoặc là từ những cái loại khoáng chất, mà cái một cái điều rất là quan trọng để mình hàn gắn được cái cơ thể này, để mình có một sự uyển chuyển là nhờ vào cái collagen. Thành thử ra khi mình bổ sung collagen thì nó rất là tốt cho cơ thể và nó cân bằng lại được cơ thể của mình.
Mà bộ sản phẩm có một cái điều hay là tại vì nó có oxy đi vào khai thông và từ đó thì nó sẽ giúp mình cân bằng hơn do có collagen đi vào bổ sung để mình có một cái hệ xương khớp chắc khỏe. Thì trên nhóm thì em cũng đã tư vấn rất là nhiều rồi, cũng mong là các anh chị thường xuyên cập nhật những cái thông tin khách hàng của mình lên nhóm, tại vì lúc nào em cũng sẵn sàng ở trên nhóm để tư vấn và chia sẻ cho các anh chị. Và để không mất thời lượng quá lâu của chương trình thì em xin mời chị MC để tiếp tục được chương trình ngày hôm nay ạ.